mừng các em học sinh trường trung học cơ sở Nguyễn Hiền, quận 12. Chúng ta đến với môn mỹ thuật lớp 8. Giáo viên hướng dẫn Trần Thị Thanh Yến. Chúng ta sẽ tìm hiểu về vẽ tranh minh họa truyện cổ tích. Đầu tiên, chúng ta tìm chọn nội dung đề tài. Các em quan sát trên màn hình chúng ta có 3 câu chuyện cổ tích được thể hiện bằng 3 tranh vẽ. Cây tre trăm đốm, tấm cám và ân khế trả vàng. Vậy truyện cổ tích là gì? Truyện cổ tích là loại truyện dân gian kể về cuộc đời của một số kiểu nhân vật quen thuộc, nhân vật bất hạnh, nhân vật dũng sĩ và nhân vật có tài năng kỳ lạ, nhân vật thông minh và nhân vật ngốc nghếch, nhân vật động vật. Truyện cổ tích thường có yếu tố hoang đường và huyền ảo, nó thể hiện ước mơ cái thiện thắng cái ác, công bằng thắng bất công. Có 4 nội dung là 4 nhu cộng nè các em. Thì các em tìm những nhân vật trong câu chuyện cổ tích phù hợp tương ứng với 4 cái nội dung này, chúng ta sẽ cập nhật vào cái bài học hôm nay trong cái phần sưu tầm về tài liệu các em nhé. Các em quan sát lên màn hình chúng ta có 3 câu chuyện cổ tích được minh họa bằng 3 tranh vẽ. Trước hết là về bố cục, nhân vật được thể hiện to rõ, đẹp, chiếm diện tích lớn trong tranh. Và cái thần thái của những nhân vật này thì phù hợp với cái nội dung nhân vật trong nội dung câu chuyện. Các em quan sát những cái mảng phụ để nó hỗ trợ cho cái nội dung mình thể hiện trong tranh được rõ hơn và đẹp hơn. Trong tranh vẽ, truyện minh họa có thể trang trí thêm chữ hoặc là nội dung chữ để diễn giải mà về cái nội dung cốt truyện. Các em lưu ý về thần thái của nhân vật phù hợp với nhân vật trong cốt truyện, trong cái thời điểm, về không gian và thời gian, về hình ảnh nhân vật thể hiện và thể hiện về màu sắc trong tranh thì nó mang cái tính đậm tính về trang trí trong một bài vẽ nha các em. Các em tìm chọn nội dung đề tài một câu chuyện mình tâm đắc và thú vị nhất. Các em có thể vẽ chọn một cốt truyện thể hiện bằng một hình ảnh tiêu biểu, hoặc là chúng ta có thể vẽ nhiều nội dung trong cốt truyện bằng nhiều tranh vẽ. Trong truyện cổ tích, khi minh họa tranh vẽ, các em có thể thể hiện thêm chữ, chữ của nhân vật chính hoặc là chữ của nội dung của câu chuyện đang được thể hiện các em nhé. Chúng ta bước vào phần về cách thể hiện lên một bài minh họa truyện cổ tích. Trước khi chúng ta thể hiện cách vẽ, các em quan sát lên 2 tranh vẽ trên màn hình. Cùng là một câu chuyện tấm cám, chúng ta có tranh thứ nhất thể hiện nàng tắm hóa thân từ một quả thị thành một cô tắm thực sự và với công việc giúp cho bà lão. Lúc này bà lão đang tìm hiểu coi cái người ân nhân nào đã lâu nay chăm sóc cho ngôi nhà của bà. Thì hình ảnh thể hiện tranh vẽ này là thể hiện một tình thương và lòng biết ơn. Qua tấm tranh thứ hai, các em thấy là nhân vật tắm với con cá bóng. Ở bên tay góc phải chúng ta là bà lão và quả thị. Hình được vẽ lớn, đẹp, nổi bật trong tranh và tiếp tục những nội dung trong câu chuyện. Được vẽ những hình ảnh tiếp nối, nhỏ dần. Thì cái nội dung nàng cám đang trút những cái mớ cá của nàng tắm vào cái nôm của mình, thể hiện một cái thói hư tật xấu là tính tham lam. Và tiếp nối theo đó là hai mẹ con của cám, bà mẹ đang dùng dao chuẩn bị hạ xuống cây cau mà nàng tắm đang trên ngọn cây. Để cô tắm này sẽ chết đi thì nó thể hiện cái tính độc ác. Thì các em thấy trong tranh vẽ
một tranh vẽ thể hiện được nhiều nội dung, được được kết nối, và cái hình ảnh được tiêu biểu lựa chọn là cái tinh thần đẹp về đạo đức, về con người tình thương, lòng bác ái. Như ở Bà Lão Thấy Quả Thị To thì thông thường thì người ta thấy thì người ta rất rất muốn là được sở hữu, và với cái quả thị to như thế này sẽ được ăn rất ngon lành. Nhưng mà bà lão thì đã khấn thầm: thị ơi, thị rơi bị bà để bà ngắm cho bà không có ăn. Thì nói lên là cái tình thương và cái lòng bác ái của bà. Còn nàng tắm thì đang cho cá ăn, kem thấy mà một người có tình thương với chúng sinh như vậy, với cái tấm lòng nhân hậu, còn thể hiện hình ảnh những thói hư tật xấu, tham lam và độc ác, thì những gương mặt thần thái dữ, là các em thấy không, rất là dữ, rất là độc ác, và hình ảnh được thể hiện nhỏ dần, lùi dần phía sau và biến mất, tức là những cái vấn đề thói hư tật xấu trong cuộc đời, trong xã hội, và bất kỳ ở cái thời gian nào hoặc là ở góc độ nào cũng sẽ lùi dần và được tẩy trừ đi. Cuộc đời vẫn tôn vinh những cái tình thương và cái lòng tốt, sự bác ái. Về màu sắc thì các em thấy thể hiện màu rất là đẹp, trong sáng. Các em quan sát lên màn hình, chúng ta có tranh thể hiện câu chuyện Tấm Cám, được thể hiện với hai tranh vẽ cùng một câu chuyện nhưng mà ở hai giai đoạn khác nhau. Thì cái hình ảnh chính này các em thấy không, ông tiên là được chọn là hình ảnh chính, và bên đây là cô Tấm. Hình ảnh được to lớn vẽ với diện tích rộng, các em thấy không, to rõ nổi bật trong tranh, với hình ảnh phụ thì nhỏ để hỗ trợ cho tranh của mình được rõ ràng và thu hút diễn giải cho nó dễ hiểu hơn về cái nội dung cốt truyện. Sau đây cô minh họa truyện Cây Tre Trăm Đốt. Cô chọn nội dung gần kết cuối về anh nông dân với những cái đoạn tre để về đến làng, và đọc câu thần chú là khách nhập khách nhập, và những đoạn tre kết nối rồi gắn dính ông lão phú hộ và những cái người liên quan vào thân tre và đưa lên cao. Đây là cái đoạn nội dung truyện rất là hay. Nó có cái sự giáo dục về đạo đức của con người, là cái sự ác, tính tham lam và thất tính sẽ nhận lấy cái bài học và trả giá cho cái hành động của mình. Đây cũng là điều răn đến cái cuộc đời. Nếu như người ta sống một điều tốt thì luôn luôn được bù đắp. Với cái hình ảnh này thì đầu tiên chúng ta sẽ phác họa lên một hình ảnh bố cục chung. Chúng ta đưa nhân vật vào đây, tất cả nhân vật trong câu chuyện chúng ta sẽ đưa vào đây, và nhân vật được chọn lựa là nhân vật cần chính để ở phía trước. Sau đó chúng ta vẽ những đường nét cơ bản của các nhân vật theo cái câu chuyện. Bước kế tiếp thì chúng ta sẽ làm hoàn chỉnh các đường nét được vẽ chi tiết và đẹp, sạch rõ. Những đường nét phụ chúng ta sẽ bôi đi, làm vệ sinh sạch cái tờ tranh của mình. Thì với tiết học hôm nay thì chỉ yêu cầu các em ở mức độ hoàn thành ở giai đoạn này, hoàn chỉnh một hình ảnh nhân vật của câu chuyện tranh mà các em đã lựa chọn thể hiện cho riêng mình. Trong bài học sau, tiết học 30, chúng ta sẽ thể hiện màu lên cái nhân vật của cốt truyện hôm nay mà chúng ta thể hiện nha các em. Đây là bước hoàn thành của minh họa một câu chuyện cổ tích, và chúng ta sẽ làm hoàn tất công việc này trong tiết 30. Bài tham khảo:
Các em quan sát lên màn hình chúng ta có hai tranh vẽ thể hiện của học sinh và hai tranh vẽ thể hiện của người nghệ sĩ mà chuyên nghiệp. Thì các em thấy cùng là một câu chuyện tấm cám nhưng thể hiện hai tranh vẽ có cái hình ảnh khác nhau về cái không gian, về thời gian. Hình ảnh thứ nhất thể hiện nàng cám trút mớ cá của nàng tắm vào cái nôm của mình. Đây là nêu lên cái thói hư tật xấu tham lam. Và gương mặt của cám rất là đỏng đảnh, còn mặt cô tắm thì hiền lành. Sang hình thứ hai chúng ta thấy nàng tắm dịu dàng đang cho thức ăn con cá bên cái giếng nước. Nó thể hiện cái tình thương của mình với chúng sinh. Trong cái cuộc sống có cái tình thương với mọi sự vật bên cạnh các em. Còn chúng ta thấy về cái màu sắc thì tô vẽ thể hiện trên đây cũng chưa được, nó có sự chưa được cái sự nổi bật đậm đà. Bên này các mảng các em cũng chưa thể hiện về màu cho nó đầy đủ và đậm đà hơn. Chúng ta sang qua bức họa của người nghệ sĩ chuyên nghiệp thì các em thấy có về cái hình ảnh nhân vật được thể hiện theo cái nội dung. Ví dụ bên đây là nhìn là chúng ta thấy cô đeo câu chuyện ăn khế trả vàng. Cái người em gương mặt ngây ngô, mây tối ba gan. Và các em thấy con chim nè, được vẽ to rõ và nó nhìn xuống như một cái thần thái là hài lòng. Còn bên đây thì con chim nó ngẩn qua. Và cái túi sáu gan. Và gương mặt của người anh thì táo tợn, mang cái nét cần là hung dữ, tham lam. Thì các em thấy khi thể hiện tranh, ngoài nhân vật chính ra, kể cả những nhân vật có liên quan đều thể hiện cái thần thái. Như con chim nó vẻ ngạc nhiên, túi nó xấu gan, là một cái điều gì đó nó có vẻ như là thắc mắc. Đó, đây là cái tính tham lam của người anh. Các em thấy cái sự khác biệt nha. Về thần thái thể hiện cái hình ảnh và thần thái thể hiện cho cái nhân vật. Thì các em lưu ý, trong tranh vẽ minh họa truyện cổ tích, thứ nhất là nhân vật chúng ta vẽ với cái bố cục rõ đẹp và thần thái theo phù hợp với cái nội dung của nhân vật trong câu chuyện. Cái thứ hai là các hình ảnh, các mảng phụ nó cũng tương ứng với lại cái câu chuyện về cái thời gian không gian gắn bó với nhau ở trong cái thời điểm đó. Thứ ba là về màu sắc, chúng ta thể hiện màu sắc đậm đà và phủ đủ đều trên tranh của mình để cho tranh chúng ta được hấp dẫn và đẹp hơn. Thì sau khi mà cô hướng dẫn và chúng ta tham khảo nhiều tranh ảnh, các bức vẽ như vậy, cô hy vọng các em sẽ thể hiện bài vẽ của mình tốt với câu chuyện dân gian Việt Nam. Để chúng ta có những cái sản phẩm mỹ thuật đẹp, thú vị, ý nghĩa để mình nhìn ngắm trong cái cuộc sống của mình hàng ngày nha các em. Chúng ta bước vào phần thực hành. Các em tự chọn câu chuyện cổ tích Việt Nam mà mình tâm đắc, thể hiện hình ảnh theo nội dung cốt truyện. Yêu cầu thể hiện bài vẽ, nhân vật và nội dung ở bài này chỉ bằng nét. Để tiết học 30 vào kỳ sau chúng ta hoàn thành bài cho nó tốt thì các em chuẩn bị màu với chất liệu của mình, chọn phù hợp như viết gì màu, viết gì sáp màu hoặc màu nước để chúng ta thực hiện thể hiện màu lên hình ảnh tranh vẽ của bài học hôm nay nha các em. Chúc các em học vui, vui học. Chúng ta sớm có được hình ảnh của tranh vẽ minh họa truyện cổ tích. Hẹn gặp lại các em trong tiết học 30.